Alo. À, bàn xong công việc với bạn rồi. Bây giờ tôi đang đứng bắt taxi về nè. Rồi bà ngủ trước đi Tôi ha, khỏi chờ cửa. đi, À. cuộc đời cho phép. Rồi. Cho không biết đi, lúc vô miếng Kim Chi hả? ai Kim Chi à? Hả? Trời. Ba mới nói chuyện với con. Hai ông qua bên kia đợi tôi nha. Thôi đi. Dạ. Lâu quá mà gặp lại ha. Con thưa ba, ba khỏe không ba? Khỏe á. Còn lại nhậu nhẹt nữa hả? Dạ đâu có đâu. Nãy con đi ăn chung với đồng nghiệp, xong rồi sẵn tiện con mới uống chút xíu xíu à. Đi ăn chung gì tới nửa đêm mới chưa về. Con á, đừng có ly dị để sống cho thoải mái rồi giờ xa đọa như vậy được đâu. Đây à, con còn có một đứa con trai nha. Không phải đẻ con sinh ra rồi cái cho người khác nuôi rồi sống xa đọa nhậu nhẹt với đàn ông như vậy được. Đâu phải là đàn ông đâu ba, nhìn vậy thôi chứ là chị em với con không á. Có gì kỳ vậy? Là đàn ông rõ ràng các bạn. Không, ý con là thân xác á là đàn bà ông chi? Nhưng mà tâm hồn á là phụ nữ. Còn nói cái gì không hiểu gì hết trơn trời. Đi đi. Dạ bà Chi, lẹ đi má ơi. Trời đất. Thưa ba con đi. Bà thư. Ủa, ông mới về hả? Trời đất ơi. Nè, nhà này vui lắm sao mà hát hoài vậy? Ba muốn nói chuyện với con một chút. Dạ, chuyện gì vậy ba? Con đã cắt đứt liên lạc với ông Kim Chi rồi phải không? Giờ sao tự nhiên ba hỏi vậy? Ba vừa mới tình cờ thấy nó đi là ăn tối với mấy thằng đàn ông. Rồi, nhìn thấy kỳ cục quá trời đất à. Dạ thì bây giờ nó làm cái gì? Cổ vẫn hát hò vậy thôi mà hình như đang diễn kịch nữa. Chắc đồng nghiệp, không có gì đâu ba. Đồng nghiệp cái gì? Đi với mấy người đàn ông, mình là phụ nữ mà có con nữa, làm như con gái 18 không bằng. Nè nè, bộ ông thấy nó đi với mấy người đàn ông hả? Chứ sao? Rồi ông có tới ông chỉ với bạn ông nói không? Tôi dạy đó chứ, tôi dạy nó cư xử đàng hoàng, là có con rồi không có được đi đàn đúng như vậy. Nó dạy nó đàng hoàng chứ. Ba ơi, cổ mới được nhận vô làm chứ ăn liên hoan với đồng nghiệp nam thì có gì đâu ba. Mà bây giờ ba lấy cớ gì mà chửi người ta? Trời ơi, ba nó từng là ba chồng của nó rồi dạy dỗ nó không được hay sao vậy? Còn nói rồi đó nha, ba không được can thiệp như vậy nữa đó. Trời ơi, mày hăm dọa ta hả? Mày đứng đây. Đứng đây. Thôi ông. Bà ra. Ôi mà. Trời ơi, đừng có la, thằng của Bon nó khóc bây giờ. Tôi thấy thằng Phúc nó cũng nói đúng á. Đúng cái gì? Dù sao nó đâu, bây giờ nó đâu phải là con dâu của mình đâu. Dẹp im. Cũng may con hư tại mẹ đó. Một. Alo. Chào anh, em là Thu Phương nè. Nè, ai gọi mà ông cà lăm dữ vậy? Bệnh nhân, người ta hỏi có cần đi khám nữa hay không. Khỏi, anh khỏi khám nữa. Uống thuốc vậy là tốt là được rồi. Vậy cũng cà lăm. Thu Phương hả em? Nè, gọi anh có chuyện gì không? Xin lỗi, em chờ anh lâu không? Dạ, cũng không lâu đâu anh. Mời anh ngồi. Dạ, anh nè. Hôm bữa anh khám bệnh cho em. Em hết bệnh rồi. Mà em còn chưa cảm ơn anh nữa. Cho nên bữa nay á, em mời anh đi ăn một bữa ha. Có gì đâu, em khỏe mạnh là anh vui rồi. Dạ. Anh cuốn bể hết trơn kìa. Được, anh làm được mà. Thôi, ăn đỡ cái em cuốn rồi nè. Đi, để anh tự làm, để anh tự làm. Coi kìa, bể hết trơn à, làm sao mà ăn được. Thôi, ăn cái này nè.
Cảm ơn. Ồ, cái đó, đó vậy có phải dễ thương không ạ? Ủa sao vậy anh? Ê, nè. Trời ơi, ông ơi, sao giờ này ông mới về? Thế tôi gọi cho ông hoài mà không được là sao? Đi ăn cơm trưa mà có gì? Trời ơi, bận rộn gì cũng phải nghe, nghe điện thoại chứ. Hồi trưa này con Hoàng Anh nó bị xỉu. Trời đó, nhưng mà bây giờ không sao rồi. Đó, tôi sợ, tôi không biết sao, tôi phải gọi cho ông đó. Rồi bây giờ nó sao? Bây giờ nó khỏe rồi, không sao. Nó chỉ bị là gì suy nhược cơ thể thôi. Bây giờ ông ở nhà ông coi cũng bo nha. Tôi vô bệnh viện tôi đem đồ cho nó nghe không? Vậy cũng mừng. Ừ, nhất nó chú uống sữa đó, chứ cho uống sữa nha. Cảm ơn. Ồ, đó, vậy có phải dễ thương không ạ? Ủa sao vậy anh? Lúc đó không biết xấu hổ mà để cái mặt mình vô đâu. Con á, đừng có ly dị để sống cho thoải mái rồi giờ xa đọa như vậy được đâu. Đây à, con còn có một đứa con trai nha. Không phải đẻ con sinh ra rồi cái cho người khác nuôi rồi sống xa đọa nhậu nhẹt với đàn ông như vậy được. Trời ơi, xấu hổ quá rồi. Mặt mũi đâu mà nhìn nó bây giờ. Khoan đã, lên đó đem chuyện này ra mét với bà hay thằng Phúc thì sao? Bà mà biết Bình đi với phụ nữ khác, chắc phải giết Bình. Không thể để chuyện này xảy ra đâu. Chút nữa thằng Phúc về đó, rồi mẹ kêu nó ẩm cô Bo qua bển con coi giùm nó mẹ vài ngày nghe. Mẹ phải vô bệnh viện mẹ nuôi con Hoàng Anh. Mẹ cướp máy nghe. Bà đi đâu á? Tôi mới gọi điện cho con Kim Chi. Đi. Trời ơi, thì tôi biểu nó giữ cô Bo giùm vài bữa, tôi vô bệnh viện tôi nuôi cho con Hoàng Anh nè. À đúng rồi. Nè. Con nó nói giữ thì đúng rồi. Nè nè nè, giữ nó đi nghe, chút nữa ba nó về rồi ba nó ẩm qua mẹ nó nghe. Rồi tôi đi nghe, tôi đi nha. Nếu mình tới đó kêu nó giữ bí mật thì chẳng khác nào mình tự thú với nó là mình sợ. Được rồi, mình sẽ lấy cô Bo làm cái cớ tới nhà nó. Cái này. Con về rồi mẹ ơi. Ủa, đâu hết trơn rồi ta? Dạ con nghe nè mẹ. Dạ, bà ẩm của bà qua nhà Kim Chi rồi hả? Dạ. Bà ẩm của bà qua nhà Kim Chi. Có chuyện gì không ta? Ba tới tìm em đó nha, đừng có mở cửa nha. Ủa, cái gì? Ba tới tìm em chi vậy? Ừ, chắc là cái vụ giờ giấc của em á. Đừng có mở cửa, khóa cửa lại, coi như mình đi vắng, hiểu chưa? Em biết rồi. Sao nhanh như vậy? Kiếp Chi à? Kiếp Chi? Im re cho bà nó, bà điện rồi. Trời ơi, nó đưa cô Bo qua mà sao giờ kêu hoài không được. Hình như có chuông ở trong nè. Mất rồi, còn nữa. Ây da, được quá đó Kim Chi ơi, mở cửa đi mà nói chuyện với con. Trời ơi Kim Chi à. Ê, là con đó, kêu cô đừng mở cửa. Cái gì, con dám làm như vậy hả? Con biết là ba đi một quãng đường dài để gửi con cho con không? Thì ba qua đó ba càm ràm cổ dù đi chơi khuya cái gì? Dám ăn nói với ba vậy hả? Đó, ba lúc nào cũng càm ràm. Trời ơi, càm ràm mày. Ba bớt cầm rạp lại ba ơi. Sợ chúng cháu nậu cho thôi. Không bóp máy hoài. Ây da, bây giờ phải giải quyết cái chuyện này để triệt để mới được. Nếu không thì trời ơi, nhiều chuyện xảy ra lắm đây. Dùng điện thoại bàn. Gọi nó
Nó đâu biết số ở đâu. Ồ, nó sẽ bóc máy. Có lý. Alo. Alo. Giờ mới chịu bóc máy đây hen. Dạ, ba hả? Ừ, tao gọi hoài mà con không bóc máy vậy. Dạ, tại vì con là để chế độ yên lặng cho nên con không biết. Giờ đánh không? Ba có chuyện muốn nói với con. Dạ. Đánh thì ba gặp chút đi. Sao? Gặp ba hả? Bây giờ phải sao ta? Không lẽ ngồi vô cái vô vấn đề liền. Con nó kỳ quá. Phải kiếm cái cớ gì. Mình sẽ nói gì vấn đề gì. Cô Bo, sao nó làm như vô tình cái mình nói vô cái chuyện kia vậy mới được. Ây da, mà sao thấy hồi hộp quá. Bên đó. Dạ, tôi ba con mới tới. Đây con, ngồi đây con. Cha con mình là vô tình gặp nhau quá ha. Là như có duyên. Có duyên á. Mà ba hẹn con có chuyện gì không ba? Thì ba cũng muốn nói với con chuyện này. Ba, có gì vậy? Ba, gì kỳ vậy ba? Bây giờ quay sống là sao có liên quan tới gia đình mình nữa đâu? Sao bố cố chấp quá vậy? Ba con vô duyên quá. Xin lỗi em. Xin lỗi bác. Con ngồi đi. Thật ra là ba không là gây khó dễ gì cho con cả. Nhưng ba từ ở tầm dĩ ám tới giờ. Thôi ba nói cho lẹ nè. Hôm trước là con gặp ba bạn đút ăn trong nhà hàng đó. Đừng nói cho mẹ con cho thằng Bút biết nha không. Đó. Chỉ vậy thôi hả ba? Chỉ vậy thôi nha. Trời đất ơi. Trời đất ơi, sao mày ám ra hoài vậy? Ba thôi đi ba. Cái gì? Cổ lớn rồi. Ba gặp cổ mắng nhiếc con hoài vậy ba. Nè con, ba thôi đi. Cái gì vậy? Tôi vô trả tiền. Thôi được rồi, ba về đi. Để ông trả cho. Phải không? Trả nha. Nhớ nha con. Nhớ nha. Cái gì mà ok vậy? Không hiểu ba nói gì hả? Ba có nói gì đâu. Thôi đi tập nha.